quý vị, hiện nay dầu thực vật được sử dụng phổ biến là thứ không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Dầu thực vật được chiết xuất từ các loại hạt, trái và hoa. Bên cạnh việc tăng cường kết cấu và hương vị của thực phẩm, loại dầu này còn mang đến nhiều ưu điểm nên được sử dụng rất thường xuyên trong chế độ ăn uống hàng ngày. Dầu thực vật không chỉ giúp cho món ăn trở nên hấp dẫn trọn vị mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Tuy nhiên, dầu ăn được tái sử dụng nhiều lần hoặc lượng dầu ăn thừa sau khi sử dụng cho các món chiên thường được người dùng cho vào thùng rác hoặc đổ xuống cống rãnh. Hậu quả đem lại nhiều điều không tốt cho sức khỏe, cho đường ống và cho môi trường sống của tất cả chúng ta. Xin chào tất cả các bạn. Trang là chủ nhiệm dự án tái chế dầu ăn đã qua sử dụng thành chất tẩy rửa sinh học. Mời các bạn theo chân Trang đến một quầy bánh tại thành phố Tây Ninh nhé. Chúng mình bình thường là trên dưới 2 lít dầu phụ mà không biết đổ bỏ ở đâu, cứ dự trữ đó. Cô xài dầu nó rất là kỹ, không có xài dầu mà giống như mà chiên đi chiên lại á, cho nên khi mà chiên cái nào mà nó màu dầu nó bị sậm á, là bỏ qua bên nó, để qua bên rồi cái dồn lại, là một tháng vậy á, là nó khoảng 4 can đó là 30 lít. Nhiều người có thói quen đổ trực tiếp dầu ăn thừa đã qua sử dụng xuống cống nước. Khoa học cho rằng không gây ra vấn đề gì đáng ngại. Tuy nhiên, việc đổ dầu ăn thừa vào bồn rửa có thể gây tắc nghẽn trên diện rộng ở hệ thống ống nước. Lượng dầu sẽ bám vào thành cống, khó trôi và tắc cống. Nếu may mắn không bám vào thành cống, chúng sẽ trôi xuống và làm ô nhiễm nguồn nước. Dầu mỡ này có thể ở dạng lỏng khi nóng, nhưng khi nguội đi trong đường ống, nó sẽ đông và kết tụ lại thành các mảng bám lớn trong đường ống. Khi lượng dầu mỡ tăng lên, nó sẽ ngăn nước chảy qua, gây ra tình trạng ống thoát nước bị tắc và bốc mùi hôi thối. Nếu đổ dầu ăn thừa trên mặt đất, có thể chúng sẽ động lại. Lượng dầu ăn thấm vào đất nơi có cây trồng sẽ gây ra các vấn đề về luồng không khí và độ ẩm, làm hỏng phân bón. Ngoài ra, các loại dầu mỡ có nguồn gốc động vật, thực vật có thể gây hại cho động vật khi chúng lỡ ăn phải. Để xử lý dầu ăn thừa đúng cách, sao cho vừa tiết kiệm vừa an toàn, tuyệt đối không đổ trực tiếp xuống đường ống thoát nước, thì dầu ăn sau chế biến có thể để nguội rồi cho vào chai lọ, đem đến những nơi thu mua dầu ăn thừa làm nguyên liệu sản xuất chất tẩy rửa xà phòng. Ngoài ra, tái chế dầu ăn đã qua chế biến thành chất tẩy rửa xà phòng để vệ sinh cá nhân, giặt quần áo, tẩy rửa nhà bếp, bát đĩa, tắm gội cho thú cưng, vừa tiết kiệm chi phí, giảm tác hại hóa chất tẩy rửa độc hại, vừa giảm mối hại từ dầu mỡ thừa với môi trường. Điều này rất có lợi cho môi trường sống của tất cả chúng ta. Từ thực tế đó, chị Nguyễn Thị Hiếu Trang hiện đang công tác tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, nghiên cứu ứng dụng sản xuất sản phẩm chất tẩy rửa sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụng. Vốn là tác giả của sản phẩm nước rửa tay sinh học chiết xuất polyphenol từ vỏ và hạt mãng cầu ta. Trong dự án lần này, chị Hiếu Trang cũng kết hợp polyphenol vào sản xuất chất tẩy rửa sinh học của mình. Như chúng ta đã biết, trong quá trình canh tác mãng cầu, người nông dân áp dụng quy trình tỉa trái non, trái dị dạng, móp méo nhằm tăng chất lượng quả mãng cầu thương phẩm. Số lượng trái non được tỉa bỏ là khá lớn, lên đến gần 500 kg một hecta một vụ, và chúng được thải bỏ trực tiếp trên vườn do khó khăn trong việc điều động nhân công và chi phí chi trả cho nhân công khá cao. Ngoài ra, nguồn vỏ mãng cầu thải ra từ các nhà máy chế biến các sản phẩm từ mãng cầu là khá lớn. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho quy trình chiết xuất polyphenol tự nhiên. Hoạt chất polyphenol đóng vai trò là chất chống oxy hóa, hạn chế sự lão hóa của tế bào da, sẽ mang lại ý nghĩa về lợi ích kinh tế và y học, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường. Dầu ăn thừa sau khi được loại bỏ càng thức ăn sẽ tiến hành xử lý với bã cà phê để cải thiện màu sắc cũng như mùi thức ăn, sau đó bổ sung chiết xuất polyphenol từ quả mãng cầu và trải qua quá trình xà phòng hóa, hỗn hợp được đồng hóa và kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật, bổ sung mùi hương vào hỗn hợp trước khi đổ khuôn tạo hình. Và sau nhiều tiếng đồng hồ thu được chất tẩy rửa sinh học NASAP hoàn toàn tự nhiên, thân thiện với người sử dụng và môi trường. Đối với sản phẩm xà phòng tái chế từ dầu ăn thừa, thì chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, tái sử dụng dầu thành một cái sản phẩm hữu ích, kết hợp bổ sung cái polyphenol chiết xuất từ vỏ và hạt mãng cầu của Tây Ninh, với mong muốn tạo ra một cái sản phẩm xà phòng sinh học
an toàn, lành tính với mức giá tầm trung so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Sản phẩm NaSoft đã cho chúng ta nhìn thấy là có thể tận dụng được tối đa nguồn nguyên liệu hiện có tại địa phương. Cái dự án của hãng Hiếu Trang cho chúng ta thấy là đánh dấu một cái sự trẻ trung, năng động, một cái tư duy hoàn toàn mới, có thể nói là đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đưa một cái sản phẩm từ nguồn nguyên liệu phế thải để trở thành một cái sản phẩm có giá trị. Nó vừa mang lại cái giá trị cộng đồng, tạo công ăn việc làm, tạo tác động xã hội và đưa cái yếu tố nghiên cứu khoa học vào trong sản phẩm. Có thể nói là cái tên thương hiệu NaSoft nó cũng cho ta thấy được tạo được cái giá trị thương hiệu cho địa phương. Hiện nay, nhu cầu sử dụng những chất tẩy rửa sinh học an toàn và thân thiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người. NaSoft vừa đáp ứng yêu cầu đó, vừa góp phần tái chế dầu ăn đã qua sử dụng, mang lại lợi ích sản xuất lâu dài, ý thức trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển môi trường bền vững và một tương lai lành mạnh. Sản phẩm xà phòng sinh học bổ sung cái chiết xuất polyphenol từ vỏ và hạt mãng cầu Tây Ninh không phải là sản phẩm của riêng ai nữa, mà là một cái sản phẩm mang cái thương hiệu của Tây Ninh. Ngoài tính chất an toàn thân thiện với môi trường, NaSoft còn tận dụng nguồn nguyên liệu từ các vườn mãng cầu ta của Tây Ninh, tránh lãng phí trong quá trình canh tác loại cây trồng chủ lực của tỉnh, đồng thời góp phần vào xu thế chung của thế giới hiện nay, đó là bảo vệ hành tinh xanh, là bảo vệ cuộc sống của tất cả chúng ta.